388590 không, của nếu mà kiểm tra là số này là số đăng ký phụ ạ. Cầu số đăng ký chính là 0868 ạ. Không phải, tại sao bạn lại gửi vào số phụ mà lại không gửi vào số chính của mình? Ở đây là anh đăng alo. Đúng rồi, mình đang nghe đây. Ở đây anh đăng ký tình trọng hai số thì hiện tại đầu số 08 là bạn không thể thông báo cho mình được. Thì em gửi đến danh là đầu số 07097 rồi nè. Tại sao lại 08 lại không liên hệ được nhỉ? Dạ vâng, tại vì đầu số này đầu số mới chuyển đổi qua đầu số 10 số rồi nè. Anh nghe rõ là chị em chưa? Không phải, bên Việt Techcombank vẫn gửi cho mình tin nhắn bình thường vào số đó. Không, ấy là cái tin nhắn mà tin nhắn từ Techcombank là gửi được khác. Đây tin nhắn hỗ trợ là ca xác xác minh là anh đã có tiền thực hiện giao dịch. Thế bạn là ở ngân hàng, bạn là ở khu vực nào, bạn là ở đâu? Em liên hệ đến cho anh là tại địa chỉ là 191 à. Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Hà Nội à. Đây là hội sở chính của ngân hàng là Techcombank ạ. Rồi. Dạ vâng ạ. Bạn tên gì nhỉ? Cho mình biết tên và mã số nhân viên của bạn đi. Em là Lê Minh Tuấn ạ. Mã số nhân viên em là 073. Rồi. Dạ vâng ạ. Thì còn nếu như anh đơn không xác minh thì vẫn được thôi, nó không đây là quyền lợi của anh cũng như trách nhiệm với nhân viên. Thì hiện tại em chỉ có trách nhiệm thông báo cho mình là như vậy ạ. Vấn đề là mình chưa từng đăng ký số phụ là số điện thoại kia không, và em, mình em không, em có kiểm tra trên hệ thống là anh có đăng ký thực hiện đăng ký hai số thì em có liên hệ đến cho anh. Anh nghe rõ chưa? Còn nếu như anh không xác minh thì anh có thể vô lòng là cho em số điện thoại của khách hàng mà người thực hiện như chuyển nhầm của anh á, là người đó đã nhận lại số tiền của anh rồi á, thì anh vô lòng cho em số điện thoại đó, em để nhà hỗ trợ bên đó có được xác minh bên đó có được ạ. Mình không hiểu là tại sao cái ngân hàng của bạn lại phải phức tạp như vậy. À, vâng, ở đây là bên bạn có cả email của mình, có cả số điện thoại của dạ, mình. Vâng, email hiện tại bên phía của bạn nó vẫn có thể giả mạo được. Anh nghe rõ là gì anh chưa? Thì bên phía nhân viên mới có trách nhiệm liên hệ đến cho anh bằng số điện thoại. Đây là quyền lợi của khách hàng. Nếu thế bạn gửi cho mình đúng theo cái số điện thoại mình đăng ký đi. Dạ rồi, em sẽ gửi thông báo ngay á. Anh vui lòng thông báo ngay mà. Ok. Mẹ.